Hello, chào anh em nhé. Hôm nay thì lại đến với channel của mình. Hôm nay thì lại chiến đấu tiếp với con TTC. Thế giờ hãy vừa vào gặp cậu xấu thế. Đang đi xuống à? Đang đi xuống thì chỉ có cái con xỉu đây thôi. Đấy, đang đi xuống. À, 4 củ 8 đâu ra vậy? À, chắc có lag em ạ. Chắc có lag vừa vừa vào, nó hơi lag máy thì nó nhảy vốn. Ừ. À, chà chà, cậu này hiện tại là MD5 là đi cầu 221122, chịu không bắt cầu này nào. Con này thì hiện tại đang đi theo một chú bé xỉu khá là đẹp, nếu như bà nó chuẩn tăng 17 xuống 11 thì con này phải xuống cầu, đi xuống phải xuống cầu xỉu chuẩn con mẹ luôn, xuống cầu xỉu anh em ạ. Kiểu 9 nhá, ok chưa? Làm nhẹ tay xỉu nữa là đẹp. Nên luôn 39 cổ rồi. Tay phân vời. Xuống phát tay xỉu nữa này. Làm tay 4 củ 3 nữa này. 6 chục, hôm nay cầm vốn 34 củ. 34 thì đạt cái chỉ tiêu lên tầm khoảng là 50 rồi nha, mình nghỉ em nhé. Để xem là cầu này nó có chuẩn về cầu 32 không. Thế ở đây là cầu đi 32 em đang theo 32 về 31 thì chịu ấy, bởi vì đang 33 này, nhảy sang 32 này. Giờ nhảy qua 31 thì chịu ấy, khó chịu vô cùng luôn. Nào, chờ đợi tay cầu xỉu cái này nào, bú được không? Để mà biết ngay mà, biết ngay mà lại nhảy qua cầu 31 đấy em ạ. Chó cay thật đấy. Đéo bắt nữa. Ừ, sao bên này bắt mẹo đi. Bên này cầu đi 2112 à? Ý, nghe vẻ thế. Giờ mình soi cầu em nhé. 8 đều vua đi trắng, đi đen. Mười ba đi đen, nghe vẻ 2112 thật đấy anh em ạ. Làm nhẹ 23 đi, cầu 31 đúng không? Không, cầu này riêng phải, cầu này thì phải bẻ cầu 11 rồi, thì đéo cũng về cầu 11, không thể là 31 được. Nào, nhẹ nhàng con xíu đấy, biết ngay mà. Ôi sổ hôm hai bàn luôn đi chứ, 32 ra 6, 42 ra 2 thì là tuyệt vời cho em mình tay này nhá. Thì là húp luôn 44 luôn đấy, có gì đâu đấy, thấy chưa? Không phải cầu về cầu 31 đâu mà cầu về bẻ về con xỉu là này, xỉu 8 còn lại 13 đi trắng, 13 đi đen đúng không? Thì 11 đi đen, 11 đấy cũng đi đen thế nữa thôi, giảm mức cược thôi. Bắt được bao nhiêu tay rồi ta? Một tay này, cái ba tay là thiên, làm nhẹ tầm khoảng là tay này với ba đấy nữa nhỉ. Bên này thì em bắt được một tay này, ở bên dòng vàng thì em làm được hai tay, ba tay dòng vàng thì làm được ba tay, 13 thì bên này là tay thứ tư. Ok, tay thứ tư nào, 5 3 1 bỏ đi, cầu này về con xỉu, cầu này cũng về con xỉu, 22 đi đen, 12 đi trắng, 8 đi đen, 8 đi trắng, thế là cầu này đi cầu bẻ, 5 5 đi trắng, 5 đi đen. Ok, tay thứ năm, tay thứ năm. Ờ thôi, thế này thôi, không vào thêm. Đấy. Xem là cái tên năm là cái búa là không nào.
Nào, chờ đợi con tài này nào. Tay thứ 5 của anh em mình. Bú kho. Bú ấy chứ, ba con 4 nha anh em nhá. Ok. Sắp đạt được cái mục tiêu của anh em mình là lên 50 rồi. Đấy. Tay thứ 5 là bú này. Còn tay thứ 6 và tay thứ 7 đúng không? Còn hai tay nữa đúng không? Nhẹ nhàng tay thứ 6 đã. 12 đi trắng, 12 đi đen, tiếp tục một con đen, hai cụ 7. Đó. Lại tiếp tục phang thôi. Cậu này mà không ăn phí quá trời. Lại chờ đợi con tay tài, có tay tài thôi. Sắp đến gọi là giờ có việc rồi nên là chắc là làm nhẹ tay này một tay nữa xong cút nha em nhá, nghỉ ăn cũng khá khá rồi, ăn đâu đó chục củ rồi. Ôi giờ ăn tiếp tay nữa này. Ok, đạt được cái chỉ tiêu sau 6 tay. Đấy, đạt được cái chỉ tiêu sau 6 tay. Nên lại phải làm tay thứ 7 nữa. Tay thứ 7 là xem nào. Tay thứ 7 làm bên đồng bảng cái gì? Cậu đang đi đẹp. 15 tay cậu cũ đi tài thì con này sẽ đi xỉu. Ok. Thôi, mẹ đạt được cái chỉ tiêu rồi mình phang thêm là cũng không ổn. Đấy, tay này nhỏ nhẹ thôi. 265.000 thôi. Ăn quá to rồi, ăn mẹ thắng kinh điển rồi. Tay này con được khuyến mãi anh em. Đấy. Thì nữa có gì rút hết. Không đánh thêm. Nào, chờ đợi nốt tay cuối em nhé, xong rồi mình nghỉ nhá. Em chắc nốt tay này em đi có việc rồi. Bận bịu lắm. Em này mệt mỏi con người. Nào, xem con này có chuẩn với con xỉu không. Ôi trời, đúng cái tay cuối thì mình bẻ anh bạn lấy mày đấy. Đấy, 265.000 đây này nó nha. Thế thôi, chắc là xin phép anh em nghỉ thôi. Anh nào quan tâm yêu quý thì cho em xin một like. Hôm nay là được mục tiêu rồi, nên 50 nhá. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye anh em.